sashimi cắt tại chỗ kết hợp với format ý loại nhẹ, cảm giác dai và mịn, món thịt lợn rất chắc, bên trong có nhồi gan ngỗng tươi, ăn cùng với dưa leo muối rất nhẹ nhàng không béo ngấy. Hoặc món đùi gà nướng ở nhiệt độ thấp trong vòng 7 tiếng, dưới lên nước sốt Hà Lan đặc biệt, vị thơm của sữa bò vô cùng hấp dẫn. Anh Watanabe Yasutoshi, 46 tuổi, đến Đài Loan sinh sống làm ăn 2 năm, cùng bà xã Lý Tĩnh Nghi mở quán ăn Pháp ở gần khu Tảo Ngộ Đạo Đài Trung vào tháng 7 năm ngoái. Bởi vì chúng tôi có địa điểm này từ trước, thấy môi trường ở đây cũng tốt và lại anh ấy cũng thích Đài Loan, thích Đài Trung, thế là chúng tôi mở tiệm. Đối với anh Watanabe Yasutoshi, nhà bếp như chiến trường, không thể lơ là dù chỉ một chút. Mỗi một món ăn đều có thái độ nghiêm túc thận trọng, mỗi một bước đều hết sức tỉ mỉ. Trang trí nội thất, thiết kế bàn ghế trong nhà hàng cho tới menu, Watanabe Yasutoshi đưa vào ẩm thực và không khí cuộc sống khi du học ở Pháp, đưa toàn bộ sang Đài Loan. Hỏi anh tại sao lại kỳ công như vậy đối với ẩm thực, anh nghĩ một hồi lâu rồi trả lời rằng lẽ đương nhiên là phải vậy. Anh ấy nói phải là vậy, có hỏi thế nào đi nữa, anh ấy vẫn chỉ nói thế thôi. Anh ấy cảm thấy trong công việc thì phải làm tới mức tốt nhất. Khi ở trong bếp, anh rất nghiêm túc không thấy cười, nhưng trước mặt khách anh lại khá hoạt bát. Thức ăn của nhà hàng rất tươi, ngoài ra vì nước sốt của họ đúng là chỗ thông thường bên ngoài không có. Nhìn ông chủ có vẻ nghiêm nghị, nhưng thực ra về mặt nguyên liệu thức ăn, ông chủ rất kỳ công. Quê hương của Watanabe Yasutoshi ở tỉnh Nagano, Nhật Bản, thời tiết rất lạnh, thường có tuyết rơi, vì như vậy nên anh rất thích khí hậu ở Đài Loan. Ở quê ông xã toàn 0 độ, có tuyết rơi, như sinh nhật anh ấy cuối tháng 11. Sau khi đến Đài Loan, ông xã nói từ trước tới nay chưa bao giờ lại được mặc áo ngắn tay dịp sinh nhật. Watanabe Yasutoshi nói tiếng Trung không thạo lắm, nhưng Đài Loan lại là nơi anh quyết định sinh cơ lập nghiệp, muốn dùng món ăn Pháp yêu thích nhất, tiếp tục chia sẻ giao lưu với người Đài Loan.